quay đằng sau đi. Chào tất cả anh em thợ máy trên toàn quốc nha. 5 phút nữa là chia sẻ cho anh em cái công nghệ đời mới trên dòng xe Grander 2019. Và cho anh em thấy là hôm nay lớp học của mình cũng đang chuẩn bị nghiên cứu dòng xe này. Anh em xem video thì nhớ chia sẻ mạnh và đăng ký kênh của Tiến Bình Dương nha. Theo dõi vào kênh Tiến Bình Dương, nếu các bạn kết bạn không được thì các bạn nhấn vào theo dõi. Vào YouTube nhấn vào đăng ký, mở chuông to lên để mà nhận video mỗi ngày. Chúc anh em buổi tối vui vẻ bên gia đình người thân nha. Đây, con Grander 2019 đã được tháo banh hết để cho anh em học viên chuẩn bị nghiên cứu. Đây là lớp học ban đêm. Anh em chào nhau cái nào. Cho gấu vô nhà mẹ ơi. 2, 4, 6, 3, 5, 7 ở 3 lớp, 2 lớp. Anh em đang nghiên cứu gì ạ? Anh em đang nghiên cứu nồi. Đó, đang nghiên cứu động cơ F-150. Cho em vào. Đó. Cụ này cụ đang chỉ. Giáo sư, đây là giáo sư đang nghiên cứu làm cách nào để xe hết. Cái mắt không đều rồi thầy ơi. Thì nó đang không đều mà. Mai xử đi nha, mai xử đi. Cái này giờ luôn. Đúng rồi, nó bắt cái đéo này. Cái này mình là sát thì phải được vứt rồi. Nó làm rồi, nó làm rồi, không còn gì nữa ha. Mai anh em uống cà phê lên đây uống cà phê nha. Cái này sáng với sáng đều hết rồi. Rồi sáng mai làm, ai uống cà phê qua đây ha. Lớp của Tiến Bình Dương bây giờ không còn là lớp điện nữa, là thành lớp máy luôn rồi. Toàn giáo sư. Toàn giáo sư không các bạn. Toàn giáo sư thôi. Thôi, máy cái này là việc của người ta để người ta làm ha. Cơ khí nó làm thôi. Rồi, anh em bắt đầu ra đây, chúng ta bắt đầu học. Lớp học của chúng ta chuẩn bị học trên dòng Grander 2019, 2020. Xe này công nghệ đời mới. Đấy, đi nghỉ. Đấy, rồi. Cái này nhé rồi. Có được không cậy? Đây là chiếc xe Grander 2019. Và công nghệ của xe này có một chút thay đổi. Rồi, tôi xin chia sẻ anh em từng bước một. Đầu tiên là về công nghệ màn hình LCD, màn hình của nó rất là đẹp. Công nghệ này nó được tích hợp chỉ cần một dây color thôi nhưng mà nó làm được rất nhiều chức năng. Báo lỗi, báo Ali Stop và hiển thị các cái chế độ trên đồng hồ này. Rất hay. Và đặc biệt là công tơ mét luôn ha. Rất đẹp. Rồi, thì về cái phần đèn trước thì xe này sử dụng công nghệ đèn LED nha. Sử dụng công nghệ đèn LED. Đèn LED của nó là sử dụng điện 12V. Khi mà anh em bật khóa lên á, là công tắc mở đèn sẽ có điện dương. Khi chúng ta bật công tắc mở đèn thì điện dương này sẽ chia làm hai nhánh. Một nhánh đi ra công tắc pha cốt, một nhánh ra công tắc đèn chính, ra bóng đèn chính là dây xanh dương sọc đen. Đó là nguồn 12V khi mà bật công tắc đèn. Dây còn lại là dây vàng. Dây vàng này thì nó lại chờ nguồn dương từ công tắc pha cốt đưa ra bóng đèn. Đó, cho nên là gọi là sử dụng nguồn điện dương 12V. Còn dây mát là dây trắng sọc đen. Thì dây này là điện sẽ được ECM cấp. Dây này là được ECM điều khiển phun xăng cấp mát lên ha. Đây, đây là ECM điều khiển mát lên đèn chính, đèn LED. Con ECM này thì công nghệ của nó sử dụng là tích hợp vừa sạc vừa đề vừa phun xăng điện tử. Xe Grander này thì sử dụng công nghệ phanh ABS một kênh. Xe đây là con IC ABS một kênh hay còn gọi đó là ECU một kênh. Rồi, một kênh có nghĩa là xe sử dụng một thằng đĩa trước. Đây là mắt đọc ABS. Rồi, có chức năng báo km luôn. Rồi. Đó thì đây là ABS một kênh. Điều khiển thằng trước điều khiển ha. Rồi ABS một kênh. Nó tương tự như NVX thôi. Các bạn muốn kiểm tra được cái này sống hay chết thì chúng ta kiểm tra rất đơn giản thôi. Rồi dựng đứng xe lên các em. Rồi, ấn đi xe xuống. Chúng ta mở khóa điện lên. Rồi, mở khóa điện lên thì lúc này các bạn sẽ quan sát là cái đèn ABS này nó sẽ sáng liên tục.
Và cái đèn ABS này sẽ được tắt khi chúng ta quay bánh xe với vận tốc là 10 km/h ha. Thì lúc đó là cái đèn ABS sẽ tắt, chúng ta quay bánh xe nào. Rồi ok, đó, vận tốc 10 km/h là đèn ABS tắt. Vậy thì chức năng để giúp cho cái đèn ABS tắt này được, đó là phương pháp dập mát. Có nghĩa là đèn ABS này luôn luôn sáng, luôn luôn sáng nha. Chỉ khi nào bánh xe quay, con ECU này hiểu được là bánh xe đang quay, thì ngay lập tức lúc này con IC ABS sẽ dập một dây mát, gọi là dây đèn báo ABS ấy, sẽ dập mát vào cái dây đèn ABS, thì ngay lập tức cái đèn ABS này sẽ tắt. Cho nên chính vì vậy mà các bạn để ý, khi bây giờ các bạn rút con IC ra, rút con IC ra đi, rút IC ABS ra, tắt khóa đi, rồi rút ECU ra, rồi rút cục ECU của ABS ra, chúng ta mở khóa lên, thì lúc này chúng ta sẽ thấy là cái đèn ABS này sẽ sáng liên tục. Đấy, và tất nhiên là công nghệ km không hoạt động là đúng rồi. Thì lúc này cái đèn ABS sẽ không tắt. Đèn ABS này chỉ tắt khi nào chúng ta dập mát cho chạm một dây vào dây mát á, tức là chúng ta dí mát sườn vào cái dây tín hiệu này thì đèn này mới tắt. Tôi lấy ví dụ đi. Ở đây chúng ta quan sát cho tôi này. Ở đây sẽ có một dây đèn ABS tôi nó là dây trắng sọc xanh này. Chúng ta lấy cọng dây này dí vào mát sườn thì đèn ABS sẽ tắt ha. Đó là cách kiểm tra cái đèn ABS trên cụm đồng hồ. Đấy, nhớ nha. Lấy dây trắng xanh biển dí ra mát thì cái đèn ABS sẽ tắt. Rồi, đó là phần đèn ABS rồi, chúng ta ghim lại. Rồi, cho nên là ABS thì đơn giản rồi ha. Và ABS thì không thể xóa lỗi thủ công, không thể đọc lỗi bằng thủ công. Chúng ta hoàn toàn phải kết nối vào cái dây này. Đây là dây đọc lỗi ở dưới khu vực bình ắc quy. Dây này là dây đọc lỗi ABS nha. Đâu nhỉ? Chạy đâu rồi? Đây rồi, đó. Dây là dây đọc lỗi ABS. Chúng ta mở ra, chúng ta cắm máy đọc lỗi vào đây. Nó sẽ có chức năng đọc lỗi ABS, xóa lỗi ABS, kiểm tra tín hiệu phanh, kiểm tra tín hiệu modem ABS hoạt động hay không, dùng bằng cái giác đọc lỗi này. Và hiện tại bây giờ thì máy Motocan và máy MST cũng chỉ hỗ trợ được đến mức độ là xóa lỗi đọc lỗi thôi nha. Cho nên các bạn cũng đừng quan tâm quá nhiều về cái việc mà ABS máy đọc lỗi có làm được hay không. Chúng ta nghĩ đơn giản đi, ABS có vấn đề thì chúng ta chỉ cần kiểm tra cảm biến, kiểm tra cầu trì. Đó, không bị cầu trì thì bị cảm biến, không bị cảm biến thì bị IC. Đó, cho nên là cầu trì và IC và cái cảm biến là ba cái quan trọng liên quan đến ABS. Cho nên là anh em lưu ý chúng tôi là đừng có đè nặng vấn đề là máy phải kết nối được ABS, máy phải xử lý được ABS, không quan trọng lắm đâu ha. Máy chỉ có chức năng mỗi xóa lỗi, đọc lỗi ABS thôi để giúp chúng ta làm nhanh hơn thôi chứ không có tác dụng gì ghê gớm cả nha. Rồi, tiếp theo về cái phần là phần đọc lỗi đi ha, nói về phần FI đi. Thì cái phần FI ở đây các bạn lưu ý này. Những dòng từ 2019 trở lên, ví dụ như Grander này, ET 2019 này, tất cả những xe đời 2019 chúng ta mở khóa lên thì cái đèn cái đèn FI nó sáng xong rồi nó tắt, thì như vậy là hệ thống FI đang bình thường, không có lỗi ha. Còn chừng nào các bạn mở khóa lên đèn FI này nó không tắt thì có nghĩa là xe đang có lỗi. Còn lỗi gì thì chúng ta không biết được. Nó không giống như xe đời cũ nữa, đó là nó không thể hiện số lỗi trên này nữa nha. Đó, nó chỉ có sáng hoài thôi. Vậy anh em muốn biết được cái lỗi này là lỗi gì thì các bạn phải tra cái máy đọc lỗi vào MST hoặc là Motocan hoặc là máy chuyên dụng của Yamaha thì chúng ta mới xác định được là lỗi gì. Thì bây giờ tôi lấy ví dụ như thế này. Đặc biệt nữa là tôi lấy ví dụ như đây, tôi sẽ đánh ban một cái lỗi như là lỗi của cái van guarantee đi. Đó, thì chúng ta rút rác ra thì cũng tương tự như là con cảm biến đang bị hư này, bị mất kết nối về IC này, được chưa? Thì ngay lập tức lúc này chúng ta mở khóa lên cái đèn ABS sẽ cái đèn FI sẽ sáng liên tục. Rồi, đó, không tắt, được chưa? Và cái bây giờ chúng ta muốn biết đây là lỗi số bao nhiêu thì chúng ta không thể nhìn vào đây được nữa ha, không nhìn vào đây được nữa mà anh em phải cào máy đọc lỗi, phải có máy đọc lỗi thì chúng ta mới biết được là lỗi gì. Rồi, vậy thì sau khi cầm máy chẩn đoán xong, chúng ta biết được đây là lỗi gì rồi thì chúng ta sẽ sửa chữa. Thì tôi lấy ví dụ đi, anh em xác định đây là lỗi cảm biến guarantee, tức là lỗi 61 đi. Rồi, chúng ta sửa chữa. Thì có một cái đặc biệt ở đây là khi anh em sửa chữa xong nha, khi anh em sửa chữa xong này. À, có cái đặc biệt là khi anh em sửa chữa xong rồi thì chúng ta tắt khóa đi và mở lại thì đặc biệt là đèn FI vẫn không tắt. Đấy, cho nên là rất dễ xảy ra cái tình trạng anh em hiểu lầm là sợ là chúng ta cứ nghĩ là chúng ta chưa sửa xong, được chưa? Cho nên là chúng ta phải lưu ý là đối với Yamaha đời mới bắt buộc anh em phải sắm một cái máy đọc lỗi để chúng ta làm, nếu không có máy chúng ta không làm được ha. Đấy, ví dụ như bây giờ đi, như ngay lúc này đi là cái xe đang rất bình thường, có nghĩa là chúng ta sửa chữa xong rồi thì cái lỗi này ở trong ECM nó vẫn đưa lên đèn này, nó không tắt. Và đèn này chỉ tắt khi các bạn kết nối máy vào để xóa bằng máy
ha. Rồi bây giờ tôi lại lấy ví dụ đi, tôi làm một cái lỗi khác. Thì bây giờ nếu đây ví dụ như cái cục này đi, cái cục này bây giờ nó khoảng 3 lỗi này, gọi là bộ 3 này ha. Rồi tôi rút con này nhiệt độ đi, một lỗi thôi. Rồi rút này ra cho anh đi. Rút ra. Rồi đó. Thì lúc này các bạn quan sát này, có nghĩa là tôi lấy giả dụ như xe bây giờ vào là đèn nó sáng ngoài. Rồi. Chúng ta cũng mở khóa lên, đèn vẫn sáng ngoài, không tắt. Được chưa? Không tắt. Rồi. Chính vì vậy mà anh em sẽ dễ bị nhầm lẫn ở cái chỗ là không biết đây là lỗi cũ hay là lỗi hiện tại. Hiểu không? Và cũng không biết được là đây là lỗi số bao nhiêu, bởi vì nó đâu có lỗi số đâu, được chưa? Cho nên chính vì thế mà anh em phải có máy đọc lỗi thì các bạn mới biết được là lỗi gì để mà sửa chữa. Đó, rồi sau khi các bạn có sửa xong đi chăng nữa, cắm cảm biến vô. Nó cũng y chang bên kia. Cắm vô. Rồi. Đó, và bây giờ bắt buộc là cái xe kể cả hoạt động tốt nhưng cái đèn nó vẫn không tắt đâu nhé. Rồi, đèn vẫn không tắt đâu, cứ sáng ngoài. Rồi, có nghĩa rằng tóm lại cái ban bệnh này các bạn phải có máy để xóa ha, còn nếu không xóa là đèn này sẽ sáng liên tục. Đó. Và là cảnh báo với khách hàng luôn là nếu mà để đèn này sáng liên tục thì dẫn đến tình trạng sửa chữa nó sẽ khó khăn và dẫn đến cái tình trạng là cái xe của chúng ta chạy không ngon lành gì đâu ha. Rồi ok, đó là về phần kỹ thuật. Rồi cái này tí tôi sẽ dùng máy tôi xóa chứ giờ chúng ta không làm gì được, tắt không thể tắt được ha. Rồi. Còn về tiếp theo về phần FI thì những các cảm biến thì trên dòng Grander này không có gì đặc biệt, giống nó cũng y như là Novo 5 và Novix thôi. Thứ nhất là phần FI thì họng ga thì vẫn sử dụng van guarantee ESC 4 dây điều khiển. Rồi, bộ ba cảm biến vẫn sử dụng. Bộ ba cảm biến vẫn sử dụng 3 cảm biến, 3 trong 1 nha, cho nên gọi là bộ ba cảm biến. Rồi. À, xe này thì không thể có vít gió chỉnh, không thể có vít chỉnh gió được tại vì nó đã có guarantee tự động rồi, là ESC rồi. Rồi cảm biến nhiệt độ vẫn thế ha. Rồi thì như vậy là qua phần FI thì con này không thay đổi gì, vẫn giống Novo 5, Novo 6 nha. Còn về phần cụm bơm xăng, về phần cụm bơm xăng thì xe này sử dụng giống Novo 5. Đó là sử dụng cái cụm bơm xăng 3 pha sử dụng IC cầu. Đây nha, đó, cái rắc á, cái rắc bơm xăng này. Sử dụng bơm xăng 3 pha IC cầu. Được rồi, đó, được chưa? Đó, 2 giây chúng ta không được cắm ngược lộn ngược cộng bình, âm dương lộn là nổ IC cầu ngay. Đó, đây là IC cầu 3 pha trong cục bơm xăng. Rồi, về phần khóa thông minh thì cũng không có gì thay đổi luôn. Vẫn dùng con SCU điều khiển núm khóa thông minh. Con SCU này sẽ điều khiển cái cụm khóa thông minh đây ha. Đó. Và chức năng hoạt động của chúng ta vẫn cứ là remote để gần xe trong chế độ bấm đèn sáng nhanh. Chúng ta nhấn vô đây. Đó là đánh công tắc, đánh thức công tắc, đánh lửa để chúng ta mở khóa. Rồi. Được chưa? Phần ổ khóa thông minh thì giống gian nút và giống thằng NVX, không thay đổi gì hết nha. Đó. Cũng vậy, không thay đổi. Đặc biệt, đó là cái đặc biệt ở đây, đó là cái con SCM. À, SCM rất đặc biệt. SCM rất đặc biệt là chỗ này các bạn ạ. Các bạn sau hôm nay thứ mấy mà tôi thấy ít like thế nhỉ? Này thấy ít video, à thấy ít anh em theo dõi nhỉ. Phát cả buổi tối giờ có 50 thằng xem chết rồi. Rồi, công nghệ của con này là nó có cái hay ở chỗ đây này. Là xe này không sử dụng củ đề. Cũng không sử dụng cục kích trên những dòng xe đề từ lâu nay đang xài, tức là không sử dụng cái con kích 6 dây nữa. Đó, đó là xài kích 2 dây. Rồi, và cái đặc biệt là con này tương tự nhìn thì rất giống Vision. Nhưng mà nó công nghệ nó hay hơn Vision ở chỗ là nó không xài dơ le 5 chân nữa các bạn ơi. Nó không xài dơ le 5 chân nữa mà con này sử dụng dơ le là dơ le 4 chân như cốc đề luôn, 12 ấy nhé. Rồi ở đây tôi sẽ cho các bạn quan sát lại đây chút. Rồi trong con SCM của thằng Grander này thì cái rắc 39 giây. Thì đây là cái rắc bên phần khu vực FI ha. Còn bên cái rắc giữa này là có 3 dây thì tại đây là dây đen là nguồn bình rồi, mát sườn đấy, nguồn bình đấy nha. Rồi dây kế dây đen là dây nâu đỏ. Thì cái dây này là dây nguồn sau khóa. Khi anh em mở khóa, cái nguồn này chính là cái nguồn để nổ máy nha. Nhờ vào hai dây này các bạn này. Xe này nó sử dụng nổ máy là nhờ hai dây này. Tắt máy nhờ hai dây này luôn ha. Đó. Đó là hai dây này, đen và nâu đỏ. Rồi là nguồn đấy, nguồn mở khóa đấy. Rồi, còn dây đỏ lớn này thì dây đỏ lớn này có hai chức năng, vừa khởi động, vừa để sạc luôn, gọi là đề và sạc nha. Còn lại ba dây này trắng vàng, trắng xanh, trắng đỏ thì ba dây này là ba dây từ dưới mâm 3 pha đi lên nha. Ba dây này là ba dây từ cuộn từ 3 pha đi lên, tức là mâm điện 3 pha lên. Khi đề thì nó sẽ cấp điện 3 pha đây để kích cho vô lăng quay. Còn khi đề nổ rồi thì ba dây này sẽ trở thành ba dây xoay chiều đưa về đây để sạc, và sạc nó sẽ ra dây đỏ này, ra dây đen ha,
để nó về sạc. Đó, được chưa? Thì ở đây đó là về con SM, còn tiếp theo thì về cái phần là phần vô lăng, tức là mâm lửa đấy ha. Đây, vô lăng mâm lửa thì các bạn nhìn đây. Vô lăng rất là to. Vô lăng rất là to và dày. Và đặc biệt là hệ thống xe này thì con CKB của nó vẫn xài CKB 2 giây, rất là hay. Đó, thì con này á nó hay ở chỗ là cái con SM nó xác định điểm đề là thông qua cái tín hiệu của CKB thường. Đó. Chứ nó không sử dụng CKB nằm trong cuộn nữa các bạn nha. Và vô lăng nó vẫn có chấu, đó là 11 chấu ha. Yamaha vẫn 11 chấu. Rồi. Còn cuộn thì như cuộn 3 pha rồi, không có gì ghê gớm cả. Tôi tháo kiểm tra rồi, không có gì thay đổi hết nha. Rồi. Vậy thì khi bấm đề các bạn quan sát này, nó cũng khác Honda ở chỗ là đề con này không cần lấy đà. Tôi bấm đề các bạn coi này. Đó. Đề cái nào nó giật ngay không ha. Rồi. Vậy thì tôi lấy ví dụ cho các bạn quan sát cái tình trạng nếu hư CKB ha. Nếu hư CKB này, lúc này tôi rút cái rắc CKB ra. Rút rắc 2 dây của CKB ra, tức là tôi đang đánh lừa con này chết á. Thì các bạn sẽ thấy cái xe sẽ xảy ra tình trạng như thế này ha. Các bạn quan sát này. Các bạn quan sát nha. Hay không? Đó, đây là cái tình trạng mà chết CKB. Và dĩ nhiên rồi, chúng nó báo lỗi 12. Các bạn nhá, báo lỗi 12. À, báo lỗi 12. Được chưa? Và đặc biệt là cái cuộn 3 pha này chết cũng báo lỗi 12 luôn nhá, hoặc là đứt dây 3 pha cũng báo lỗi 12. À, như ở dòng xe đời cũ á thì cái cuộn 3 pha là nó khi bị hỏng á thì nó không báo lỗi ngay đâu. Chỉ khi nào tiếp xúc kém thì nó báo lỗi thôi. Ví dụ như trên NVX ấy, khi nào tiếp xúc kém mới báo lỗi thôi. Còn bình thường như thằng Grander này này thì cái cuộn 3 pha này các bạn rút cái rắc cuộn 3 pha ra là nó báo lỗi ngay rồi. Ha, bấm đề là đề không được nó báo lỗi ngay. Chứ nó không giống như là xe NVX. Cho nên chính vì vậy mà trong quá trình chuẩn đoán các bạn sẽ chẩn đoán dễ hơn. À, kích này hư vẫn báo lỗi 12. À, cái cuộn từ tức là cái cuộn 3 pha chết cũng báo lỗi 12 luôn nha, đối với Yamaha. Rồi ok, các bạn quan sát lại cái lửa này, tình khi mà xe báo lỗi 12 và các bạn quan sát thì vô lăng nó quay như này này. Đó. Được chưa? Thì chắc chắn rồi, đây là tình trạng là chết CKB. Con CKB là đang bị mất tín hiệu gửi về SM ha. Rồi tôi cắm lại rắc CKB lại. Rồi, và tất nhiên là cái 3 dây 3 pha này nếu mà không 3 dây 3 pha này nếu mà rút ra thì chắc chắn nó không đề được rồi. Cái điều đó điều dĩ nhiên rồi ha. Các bạn chả phải nói, anh em biết rồi, ở xe đời cũ cũng đã có rồi ha. 3 dây 3 pha này. 3 dây 3 pha thì kiểm tra là không chạm mát này ha. Còn khi nổ máy lên rút rắc kiểm tra 2 dây 1 thì nó vẫn là 20 đến 25 V để guarantee nha. Rồi, và một cái thú vị hơn nữa trên dòng xe này đó là sử dụng cái con dơ le đề thì vẫn là dơ le đề 4 chân, đó, rất đặc biệt. Thì thực ra nếu nói đúng ra thì cái xe này không có dơ le đề. Thế nhưng mà nếu không có dơ le đề thì không, cứ tất con dơ le này là không phải dơ le đề. Nhưng mà nếu không có cái này là không để được. Đó, nói đơn giản như thế cho anh em dễ hiểu là như này. Rồi, rút ra cho anh. Bởi vì con dơ le này chúng ta sẽ hiểu nó như này này, con dơ le này nó giống như là dơ le chính á. Con dơ le này nó giống như dơ le chính ấy, chứ không phải dơ le đề nữa. Tại vì là nó sử dụng là như rimway luôn. Đấy, là 2 dây to, 2 dây nhỏ. Và con dơ le này thì nó sẽ ngậm suốt trong quá trình mở khóa, chứ nó khác với lại cái thằng dơ le Zimway. Zimway là chúng ta bấm đề thì 2 dây to mới nối, đúng không? Nhưng mà thằng này thì chúng ta mở khóa là nó nối liên tục. Đấy. Và anh em để ý là nếu con dơ le này không có thì chúng ta mở khóa lên xe cũng báo lỗi ha. Thì tôi lấy ví dụ như một ngày đẹp trời, con dơ le này nó bị hỏng, hai tiếp điểm này nó không thông được với nhau. Có nghĩa là hai dây đỏ này nó không lối lại được với nhau. Đây. Hai dây đỏ này nó không lối lại được với nhau khi mở khóa, xe cũng báo lỗi. Còn lỗi bao nhiêu thì anh em cứ mở trong lớp online lên. Trong lớp online tôi có đăng tải tài liệu của Gander mới đấy. Tôi sẽ đăng tải lên cho anh em biết cái bảng mã lỗi của xe đời mới. Và dĩ nhiên là muốn tra được thì phải có máy rồi ha. Và đặc biệt là máy thì cũng có một số máy là chưa hỗ trợ đọc được cái thằng này đâu ha. Rồi, cho nên là tôi lấy ví dụ đi, không có rơ le là không đè được. Mà nếu không có rơ le này là báo lỗi luôn nha. Đó, lỗi này là lỗi không xác định nha. Muốn xác định thì vào lớp online nha. Rồi, ở đây thì mở khóa lên thì cái dây đen này thì nó là nguồn âm rồi, là luôn luôn có, tức là mát. Còn cái dây xanh biển sọc đỏ thì cái dây này là dây từ SM đưa lên nhé các bạn nhé, dây là SM đưa lên. Và đặc biệt là lúc nào cũng có chứ không phải là lúc có lúc không ha. Dây này này mở khóa lên là nó có luôn,
chứ nó không giống như ấy, nó không giống như là trên Honda bấm đèn nó mới có nha. Đây chúng ta bấm, chúng ta cắm vô này. Đó, chúng ta nghe này, nghe này. Đó, giờ leo nó nhảy, thấy chưa? Rồi, bây giờ tôi tắt chìa khóa đi này. Lấy bút điện này. Đi vậy. Bút điện đâu hết à? Thì bình thường mà em. Bỏ ra đất đây chứ quay bình thường. Nhưng mà có điều để bền hay không thì thầy biết, nhưng mà bỏ là bỏ bình thường. Mình dùng bình thường thôi. Sao chịu không nổi thầy ơi, cháy á. Cùng với nhau. Quan trọng là lâu. Quan trọng là lâu dài á, tức là mình để lâu á, lại quan trọng là đè chứ quay nó ngậm lâu như vậy hay không nhá. Sợ nó quấn cái cuộn trong đây nó dày hơn. Dạ. Còn về cơ bản thì là nó giống nhau thôi. Cái cuộn trọng nó dày. Là ai cũng mang cái bút thư điện không nhỉ? Nhi à? Nhi đâu rồi? Về đâu nào? Thì em phải phục điện đi chơi đâu rồi. Chán rồi nha. Ê nè, hôm nay là làm ăn vậy đấy. Đây, cây bút điện đây. Đó. Chúng ta kẹp cọc dương à cọc mát này. Chúng ta đo đây này. Đó rồi, lúc này chúng ta mở khóa lên nhá. Thì các bạn thấy không? Không có điện đâu. Bởi vì điện này điện do ECM cấp lên. Được chưa? Lúc này tôi đã rút con ECM ra rồi. Cắm ECM vào nó mới có điện nhá mọi người. Bởi vì như thế này này, nếu không có cái này á, nhớ không? Là con ECM nó sẽ báo lỗi ngay. Đứt dây này báo lỗi liền nhá. Bởi vì dây này dây điều khiển dây này đề mà. Còn đây là mát rồi, mát sườn này. Dây đen là mát sườn nhá. Đó, mát sườn ha. Đó, rồi. Rồi cắm ECM vào. Rồi khi chúng ta cắm ECM vào á thì lúc này chúng ta đo đây mới có điện này. À. Đó có điện rồi ha. Và đặc biệt là các bạn nhớ chúng tôi này, bóng đèn này công suất lớn, chúng ta không được dí lâu. Dí ngậm lâu là chết đi xe nha. Chúng ta chỉ nhấp nhả thôi nè. Đó. Đó. Đó, được chưa? Là chúng ta biết dây này là ECM cấp điện lên tốt rồi. Rồi. Và bây giờ đặc biệt là các bạn nhìn này. Dây đỏ thì chỉ có một dây có điện thôi. Là dây bình thôi ha, dây bình. Còn dây này là không có điện nha, không có điện đâu. Không có điện, rồi. Chừng nào cắm ECM, à cắm dây đè vào. Rồi, thì lúc này cái hai dây có điện nha. Đó, hai dây có điện nha. Rồi, đó. Và các bạn nhớ chúng tôi này, cái dây này chính là tác dụng là khi các bạn mở khóa lên là hai dây to này luôn thông nhau. Thì khi nào các bạn cần bấm đè thì hai dây to này sẽ có điện bình đi thẳng, xông thẳng vào con ECM. Còn khi nào các bạn bấm đề thì con ECM nó sẽ lấy điện từ bình ắc quy đi qua xông thẳng về ECM để đề. Còn khi nào xe đã nổ lên được rồi, ngừng đề rồi thì con ECM nó lại phát điện ngược lại vào, vẫn là hai dây đỏ lại vẫn ngược lại lối về bình ắc quy để sạc cho bình điện. Đấy, nó khác hoàn toàn với Honda nhé. Honda nó đi qua chân giờ le rồi đi qua chân ổ khóa rồi nó mới vòng về bình. Còn thằng này là đi trực tiếp. Cho nên khi chúng ta tắt chìa khóa đi thì hai dây này nó tách nhau ra. Khi chúng ta mở khóa hai dây này chạm vào nhau liên tục. Đó, cho con giờ đen này giờ đen ngậm suốt nhá. Cứ mở khóa nào nó sẽ ngậm suốt. Rồi, còn tất nhiên rồi, nếu cái xe này mà chúng ta thử đề trực tiếp thì chắc chắn là không thể giống Zimway được rồi ha này. Đó, dí vô là không thể đề được rồi, đúng không ạ? Rồi, nó như Zimway rồi. Chúng ta nó khác Zimway rồi, chúng ta không thể thử như Zimway được rồi, chúng ta rút ra này. Đấu trực tiếp này. Đó thì chắc chắn rồi, không đề được rồi. Đó. Ok chưa? Vậy thì rút ra thì chắc nếu mà bỏ giờ đen đề đi thì tất nhiên là không đề được rồi, đúng không? Bấm đề này. Đó, không đè được, đúng chưa? Rồi bây giờ tôi cắm hai dây vô này. Đó, rồi. Thì tất nhiên rồi, chúng ta thử đè là kiểu như là hư giờ le đấy, thử này. Bóp thắng bấm đè nhé. Ok chưa? Rồi, đó, đấy là rất là. Đó, cho nên là giờ le này sẽ nóng suốt trong quá trình mở khóa chạy xe nha, luôn luôn có điện. Rồi. Còn hệ thống đề thì bóp phanh thì điện đưa xuống ECM nhá. Bấm nút đề thì điện đưa xuống ECM luôn ha. Tức là trong cái rắc ECM này nó có hai dây đề, được chưa? Đó, đây này. Nó có dây mát và dây dương để đề nhá, cấp vào đây.
và dây chống nghiêng nữa, đó là ba dây tín hiệu gửi về đây để rồi. À, như vậy là còn cái gì để chia sẻ cho anh em không ta? Hết mất tiêu rồi. Hộp cầu chì thì đơn giản rồi, hộp cầu chì thì anh em cứ nhìn vô là biết thôi, vì nó có ký hiệu hết rồi ha. Đây nó có ký hiệu trong này hết này. Đầu tiên là không có cầu chì, cầu chì thứ hai là còi kèn xi nhan, cầu chì thứ ba là ABS sau khóa, cầu chì thứ tư là ABS trực tiếp từ ắc quy từ ắc quy về thẳng đấy luôn, về thẳng về thẳng IC ABS luôn đó. Rồi cầu chì thứ năm cũng ABS luôn. Rồi còn cầu chì thứ sáu, cầu chì cuối cùng là cầu chì chính, cầu chì tổng đấy nhá. Rồi vậy là con này không có cầu chì FI, nếu có chạm chập gì về FI thì đứt cầu chì chính nha. Rồi Yamaha làm rất đơn giản, rất là dễ sửa chứ không như thằng đấy, không như thằng không như thằng Honda. Rồi và thêm một cái nữa là xe đời này thì các bạn tìm ở khu vực này các bạn sẽ không thấy cái rắc độc lỗi FI đâu nha, bởi vì rắc độc lỗi FI người ta đã chuyển rồi, chuyển lên đây rồi đó, chuyển lên đây rồi. Trên đầu chúng ta mở mặt nạ ra, nó nằm trên đầu này đó, nó nằm trên đầu đó. Và dây này đặc biệt là nó không nối đi đâu hết, nào chỉ có cắm vào máy độc lỗi thôi. Thì có nghĩa rằng ở đây chúng ta sẽ hiểu như này này, như các xe đời cũ á, các xe đời cũ nha, thì một cái hệ thống đọc lỗi ha, rồi một cái hệ thống rắc đọc lỗi là đi chung với nhau, còn bây giờ là đi riêng nhá. Có nghĩa là bây giờ dây đọc lỗi này này là đi riêng này, giống như Honda á, dây này gọi dây Kalai, còn cái tín hiệu lên đèn FI này thì là một dây riêng đó, dây gọi là dây để chẩn đoán FI, chẩn đoán lên đồng hồ đó, hai cái riêng biệt hoàn toàn các bạn nhớ nha. Rồi như vậy là hết mất rồi, không còn gì để chia sẻ nữa rồi. Hỏi anh em có câu hỏi gì không? Không. Anh em có câu hỏi gì hỏi nha. Ừ, chả có cái gì để hỏi nữa nhỉ. Nó có gì nữa, quá đơn giản rồi. Rồi bây giờ tôi sẽ chia sẻ anh em cái phần là kết nối máy đọc lỗi. Chờ chút nha đồng chí. Ừ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kết nối máy đọc lỗi vào đây. Rồi mấy ông mà có máy Motocan đâu rồi? Mở rác đọc lỗi ra. Đây là một cái máy đọc lỗi Motosiken mới tinh, chưa bóc tem, mới bóc tem hồi chiều. Đây chủ nhân của nó đây nhá các bạn, đây là chủ nhân của máy Motosiken đó. Rồi thì vẫn như các máy đời trước thôi, nhưng mà phần cáp thì nó nhiều hơn bởi vì hỗ trợ được nhiều chức năng hơn. Rồi bây giờ chúng ta muốn kết nối vào cái xe Yamaha thì đơn giản nó là chúng ta sử dụng cọc cáp này, ba dây ha, dây vàng và dây Kalai, còn hai dây là âm dương bình ắc quy rồi ha, còn dây xanh là hỗ trợ cho những xe đời cũ của Yamaha, kết nối hai dây đấy ha. Rồi bây giờ anh em sẽ mở cái giác đọc lỗi ra, trên đầu mặt nạ ra này. Rồi đây là giác đọc lỗi này, nó có dây đỏ, dây đen, trắng và dây xanh vàng, vàng xanh. Thì dây vàng xanh là dây Kalai cắm vô, đỏ là dương bình, đen là mát bình. Rồi lúc này cái máy sẽ có điện liên tục. Ok chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm theo hướng dẫn của máy để kết nối với xe. Rồi chúng ta bắt đầu làm theo hướng dẫn của máy kết nối với xe. DLC Yamaha DLC. Xe này là Grander ABS thì kích vào Grander ABS. Động cơ tức là FI ha. Rồi đọc mã lỗi. Rồi lúc này chúng ta mở khóa điện lên, rồi nhấn Enter. Rồi đồng ý 2 lần nhấn nhanh, đồng ý 2 lần nhấn nhanh. Rồi lúc này cái máy nó sẽ báo chúng ta biết là đang có hai lỗi. Lại lòng chân đi xe rồi đó. Đây các bạn nhìn thấy chữ hiện hành, dấu H chấm hành, có nghĩa là đây là xe này đang bị lỗi cảm biến áp suất này. Đó là nó hướng dẫn cho chúng ta kiểm tra là chập với dây mát này, mạch cảm biến áp suất này, cổ hút khí nạp này. Đó rồi chúng ta sẽ kiểm tra cảm biến này. Rồi tiếp theo áp suất luôn này,
Đây là lỗi cảm biến nhiệt độ, lỗi cũ này. Cảm biến bướm vị trí trục tín hiệu, cảm biến vị trí trục cơ. Rồi cái cảm biến tức là con kích đấy, cũng là lỗi cũ nha. Rồi cái này là van guarantee, cũng là lỗi cũ luôn. Rồi và có một số lỗi thì cái này máy chưa cập nhật hết được, cho nên nó sẽ báo là vui lòng liên hệ tổng đài này ha. Đó, cho nên là trong này là có nghĩa là chúng ta chỉ đọc được những cái lỗi nào mà liên quan đến hiện hành thôi. Còn một số những cái lỗi mà nó bị hỏng trong quá trình đang chạy xe thì đôi khi máy chưa đọc được đâu các bạn ạ. Đó, cho nên là chúng ta phải hiểu được là xe thì nó càng ngày càng ra, thì cái máy chúng ta cũng vậy, có khi là mỗi năm phải nâng cấp một lần đấy nha. Thì chúng ta mới nắm bắt kịp với công nghệ. Rồi bây giờ tôi thoát ra, tôi vào chế độ là xóa lỗi, là xóa hết những cái lỗi cũ đi. Rồi lúc này chúng ta xóa hết lỗi rồi thì bây giờ chúng ta vào đọc lỗi lại. Thì bây giờ nếu xe có lỗi nào thì nó sẽ báo lỗi đó. Rồi ok, thì chúng ta sẽ thấy là bây giờ trong xe là đang có lỗi hiện hành là cảm biến áp suất này. Đó, cảm biến áp suất. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra sửa chữa cảm biến áp suất thôi. Đó, chỉ có một lỗi áp suất thôi ha. Rồi tắt khóa này. Chúng ta sẽ đo cảm biến và kiểm tra dây. Con này hồi chiều nó hơi lỏng cái chân, nó bị lỏng cái chân áp suất. Thầy nghĩ vậy mà còn hơn chưa kịp nó mua máy để nó cầm dịch ra. Cười là cái chết rồi. Bao cười. Cảm ơn anh em có 70 người học. Mấy ông kia đi đâu hết rồi? Mấy ông kia đi ngủ rồi. Vứt anh kéo để. Tại vì cái dòng này nó làm cái chân nó không làm như chân đời cũ, nên là chúng ta chỉ ấy vào là nó dễ lỏng. Chúng ta chỉ cần chêm cứng lại cái dây cảm biến áp suất nha. Rồi bây giờ sau khi sửa xong chúng ta sẽ vào tiếp tục vào chế độ xóa lỗi ha. Đôi khi anh em sẽ kết nối thì máy nó sẽ báo là chưa liên lạc được với xe này nhé. Là bởi vì anh em để ý là chúng ta làm sai thao tác. Nha, sai thao tác. Rồi thì sai thao tác chúng ta tắt khóa đi, làm lại, làm theo hướng dẫn của máy. Mở khóa trước xóa sau nha các bạn. Rồi mã lỗi đã được xóa hết. Giờ chúng ta vào đọc lỗi. Chúng ta chêm dây nó chưa cứng này, nên là vẫn báo lỗi. Đây. Thì anh em để ý là sau khi chúng ta thực hiện xóa lỗi xong thì các bạn quan sát trên đèn báo lỗi trên FI, nó sẽ không có sáng lỗi đèn nữa là ok. Đây. Đó, sau khi sửa xong chúng ta sẽ thấy đèn FI không sáng nữa ha. Đó, là chúng ta đã xóa lỗi thành công. Được chưa nào? Rồi. Còn vào cái chế độ mà thông số hiện hành thì vẫn như xe đời cũ ha. Đó là chúng ta đọc các cái dữ liệu bên trong. Rồi, nhiệt độ máy chúng ta thấy là 34 độ là lúc này động cơ đang ấm, rồi bình thường ha. Khí nạp là nhiệt độ môi trường 32 độ bình thường ha. Góc mở bướm ga là 0,66 V. Đó, motor can thì nó đọc là 666 mV, có nghĩa là 0,66 V nha anh em. Rồi chúng ta vặn ga lên thì điện áp thay đổi tăng lên và góc mở bắt đầu cũng mở theo. Đó, là chúng ta kiểm tra con tay ga. Hết ga là 85 độ, điện áp là 4V. Rồi ok, là con tay ga bình thường ha. Rồi áp suất chưa nổ thì nó chưa báo kappa.
chúng ta nổ máy lên thì sẽ báo kappa áp suất và đồng thời báo tốc độ máy. Góc đánh lửa thì chúng ta sẽ quan sát vô lăng hoạt động, thời gian full thì chúng ta cũng xem sát cái kim phun hoạt động. Còn điện áp oxy là giờ chưa nổ, nó dao động là 350 mV, khi nổ máy điện áp nó sẽ tụt xuống để báo thời gian tiết kiệm xăng hay hao xăng ha. Tốc độ máy thì tốc độ xe thì chúng ta quay bánh xe thì km sẽ lên. Bình ắc quy thì chúng ta kiểm tra sạc, nó sẽ phát sạc lên 12V. Rồi còn tất cả những cái bên này là nó đọc mã lỗi này là không có này, là trong IC không có lỗi này, số mã lỗi không có này. Rồi van ESC là NA này, cảm biến áp suất là 102 kPa là tiêu chuẩn này. Rồi cảm biến góc xe này không có, tối ưu thời gian, những cái giá trị này á là nó có thêm trong phần máy thôi, chúng ta không cần quan tâm quá nhiều ha. Đó, chương trình tự học này cũng không cần quan tâm tới nó đâu. Rồi chúng ta quan tâm vào vấn đề là thông số những các cảm biến mà xe này có hỗ trợ bao nhiêu cảm biến thì chúng ta quan sát cái đó. Rồi, xe nổ máy lên thì tất nhiên là nổ một lúc thì nhiệt độ sẽ tăng ha. Rồi lúc này chúng ta thấy là con cảm biến áp suất đang làm việc. Lúc nãy thì chúng ta đọc lỗi là cảm biến áp suất đang bị hỏng đúng không? Hỏng thì nó không làm việc, còn bây giờ đang làm việc đây. Rồi oxy tua máy là đang 1.300. Thời gian là 3.5 là do đang máy đang nguội ha. Rồi oxy đang là 700. Rồi nó sẽ dao động, nó sẽ tụt xuống khoảng tầm 400-500 là ok. Ắc quy đang sạc 13V4. Nói chung là như vậy là ok đó, bình thường hết đó ha. Rồi, như vậy là chúng ta xong. Còn mấy cái phần mà kiểm tra cơ cấu là xe này không hỗ trợ. Kiểm tra AS thì chúng ta phải nổ máy lên 60 độ thì để chúng ta biết xe có hao xăng hay không. Hiệu chỉnh AS thì xe này không hỗ trợ. Chỉnh công tơ mét thì chúng ta phải kết nối với Motorbox. Nạp phần mềm xe này không hỗ trợ. Thông tin ECM là để chúng ta đọc cái mã trong ECM thôi. Cái này cũng không quan trọng ha. Rồi không đọc được luôn này, là bởi vì xe đang nổ. Rồi như vậy là chúng ta đã xong mấy cái phần dùng máy đọc lỗi để chẩn đoán xe và xóa lỗi. Lúc này chúng ta đã thấy là xe không còn lỗi nữa. Cho nên anh em nhớ nha, dòng Yamaha chúng ta bắt buộc phải có máy rồi ha. Ok. Rồi, xin được kết thúc video tại đây nha. Rồi, lớp học chào mọi người cái đây. Bye bye, chào anh em nha. Rồi, anh em có câu hỏi gì thì đặt câu hỏi đi nha. Chào cả nhà Facebook nha. Facebook hôm nay yếu quá nhỉ. Đi đâu hết á? Có 50 người à?